Chào anh em, trong video này mình sẽ chia sẻ với anh em những món đồ công nghệ mà mình đã mua trong năm 2019 và tụi nó đã giúp cho mình như thế nào. Thì hy vọng là trong video này anh em có thể tham khảo được những cái món này mà có thể mua được cho mình một những cái đồ nó phù hợp và nó đúng tiền và nó đáng tiền hơn ha. Và chúng ta sẽ bắt đầu. Thì cái món mà mình cảm thấy đáng tiền nhất á là chính là cái iPhone đang được dùng để quay cái video này, là iPhone 11 Pro Max 256GB. Thì mình thích con iPhone mới là tại vì nó có camera góc rộng, cho nên cái việc quay phim rồi chụp ảnh này nọ, cái việc mà làm vlog kiểu như thế này nè, nó đơn giản hơn và nó tiện hơn rất là nhiều. Ngoài ra chất lượng hình ảnh của nó cũng được cải thiện so với lại iPhone XS Max là cái con đời trước mình dùng ha. Thì chủ yếu là những cái tính năng về camera đó thôi, chứ còn mấy thứ khác về điện thoại thì đương nhiên là iPhone nó làm tốt tất cả mọi thứ rồi. Món đồ thứ hai mà mình cảm thấy đáng tiền là đây, con robot hút bụi của Xiaomi. Đây nè, đó. Thì con này á là nó vừa có chức năng hút bụi và nó vừa có chức năng lau nhà. Cho nên là nhà mình bây giờ là cứ để nó cứ 9 giờ rưỡi sáng là nó tự nó đi, nó làm vệ sinh nguyên cái nhà của mình luôn. Thì con này hiện tại giá của nó vào khoảng 7 triệu mấy, 7 triệu 9 hay sao á, mình không nhớ chính xác lắm. Còn mình con này thì mình mua lại của một bạn ở trên group Facebook của Tinh Tế, có 5 triệu thôi, rất là rẻ cho một cái máy hoạt động hiệu quả như thế này. Món đồ thứ ba mà mình cảm thấy ưng trong năm nay á là một cái cục hồng ngoại. Cái cục này tên là Brooklyn RM Mini 3. Giá của nó chỉ khoảng 250.000 tới 280.000 thôi, tùy shop mà bạn mua trên Shopee. Cái cục này nó làm gì? Nó sẽ điều khiển được máy lạnh của mình. Thì bạn thấy có máy lạnh phía sau á. Thì cái cục này nó sẽ phát tín hiệu hồng ngoại qua và nó giúp mình bật tắt cũng như là điều khiển máy lạnh từ xa, kể cả khi mình ở trong nhà hoặc ngoài nhà. Và điểm đặc biệt là nó link được với lại Google Assistant, cho nên mình có thể ra lệnh giọng nói kiểu như ok Google bật máy lạnh thế này thế kia. Mình rất là thích cái cục này bởi vì nó rẻ nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả. Rồi, tiếp theo là một cái đồ sạc của Hyperjuice. Thì cái cục này mình cũng mới trên tay cho các bạn xem trong thời gian gần đây. Nó bao gồm là hai cổng USB-C và hai cổng USB-A. Hiện tại là hai cái thứ đồ công nghệ mình dùng nhiều nhất là iPhone và MacBook. Thì iPhone nó sẽ sạc nhanh được bằng cổng USB-C Power Delivery này. MacBook thì đương nhiên là sạc bằng cổng Power Delivery này ok rồi. Cái cục này bạn thấy là nó có cái chân nè, cho nên là khi mà để trên bàn nó dựng đứng như thế này rất là dễ thương và gọn gàng, làm cho các bàn làm việc của mình nó dễ thương hơn. Tiếp theo là một món đồ smart home nữa, thì đây là con Google Home Mini. Thì con Google Home Mini này tác dụng của nó là để mình có thể ra lệnh được giọng nói ở bất kỳ phòng nào. Mình mua rất nhiều con, một con ở phòng khách, một con phòng ngủ, một con phòng làm việc, một con ở bên phòng của bố mẹ mình, phòng lớn. Đó thì coi như là bạn đi tới đâu bạn cũng được ra lệnh cho nó hết, bạn không có cần phải đi tới một cái chỗ nhất định. Ngoài ra thì con này nó có tác dụng là link giữa nhiều cái loa Google Home với nhau. Lúc đó thì bạn sẽ chơi được cái hệ thống âm thanh là multi room. Bạn đi tới đâu bạn cũng nghe cùng một bài nhạc và nó chơi cùng lúc với nhau, nó chơi cùng cái thời gian với nhau. Cho nên là nó không có bị lạc nhịp so với là việc mà bạn mở từng cái loa thủ công. Rồi nó link lại thành một cái nhóm luôn các bạn, rất là hay. Bên nhà mới của mình cũng mua mấy con Google Nest Mini là con đời 2 của này. Thì âm thanh nó hay hơn thôi, còn những chức năng về smart home thì nó y chang. Trong năm vừa rồi mình cũng mua khá là nhiều những cái mạch như thế này. Đây là cái mạch là Orange Pi. Ngoài ra thì mình còn mua một số con Raspberry Pi nữa. Hồi đầu năm á, mình mua nó cho hai cái dự án. Thứ nhất là mình muốn tìm hiểu về smart home, nó gọi là Home Assistant. Mình cũng đã nghịch và có rất là nhiều bài chia sẻ với anh em, nhưng mà hiện tại thì mình không còn dùng Home Assistant nhiều nữa bởi vì nó quá là phức tạp. Mình dùng những cái món đồ smart home, những cái hệ sinh thái có sẵn là ok rồi. Đây là con Orange Pi. Orange Pi là nó giống kiểu là một bản làm lại của Raspberry Pi á, và giá nó rẻ hơn. Thì con này bạn thấy là nó gần như là một cái máy tính hoàn chỉnh. Nó có RAM, nó có CPU đầy đủ, nó có cổng USB, nó có cổng HDMI, nó có jack tai nghe. Thì gần như là mình gắm điện vô rồi sau đó mình chạy cái hệ điều hành Linux trên này. Năm vừa rồi mình cũng mua khá là nhiều bóng đèn thông minh. Thì ở đây là mình đang cầm bóng đèn Philips Hue. Ngoài ra mình cũng mua thêm một số bóng của Xiaomi Philips, là cái bóng mà rẻ nhất đồ trong đồ smart home mà có thể mua được. Và bóng của Z-Line. Z-Line cũng là một công ty con của Xiaomi. Nhưng mà cái bóng của Zila là bóng mà mình thích nhất. Ngoài ra thì còn thích bóng Hue nữa, mà bóng Hue thì bị cái là hơi bị mắc thôi. Bóng của Zila thì bạn có thể mua được số lượng lớn và gắn trang trí trong nhà rất là đẹp. Ở đây còn một món đồ nữa, nó gọi là Google Nest Hub. Thì nó là một cái màn hình thông minh của Google và nó tích hợp Google Assistant cũng như là loa. Đây nè, bạn thấy đây cái loa nè. Đó, thì cái này nó làm mình dùng chủ yếu là dùng làm màn hình thông minh, tức là nó sẽ tự động lấy ảnh từ Google Photo của mình và nó hiển thị ra.
mình cũng có thể điều khiển được đồ Smart Home ở đây, rất là tiện. Và đương nhiên là nghe nhạc này nọ thì nó hay hơn con Google Home Mini. Thiệt ra con này thì mình không mua, mình chơi với khu hiệp và mình không có ý định trả lại. Khi nào đòi thì tính tiếp, chưa thấy đòi. Trong năm vừa rồi thì mình cũng mua được một cái phụ kiện khá là ưng ý. Đây là một cái bao da dành cho iPad Pro mới, iPad Pro 12.9 của mình. Mình mua của khác tên. Thì cái bao da này tại sao mình thích nó? Bởi vì mình đi họp khá là nhiều á. Có những cái buổi họp mình không nhất thiết là mình phải đem laptop rất là nặng. Nhiều khi mình hẹn ở quán cà phê thì mình chỉ cần xách cái iPad mình bỏ vào trong này, rồi sau đó mình xách nó đi thôi. Thì cái bao da này, cái màu của nó mình cực kỳ ưng. Và bạn thấy là nó có mấy cái đường sọc sọc, kiểu như nó bị chày á. Nhưng mà mình thì không biết bên lĩnh vực da thì gọi là gì, nhưng mà mình rất là thích những cái đường như thế này. Như da sáp hay sao á, mình không rành lắm. Đây, cơ bản là rất là ưng ở các tên. Cũng về đồ Smart Home thì năm vừa rồi mình mua một số cái ổ công tắc thông minh để gắn lên tường để mà điều khiển kiểu bóng đèn này nọ. Thì ở đây là mình mua của hãng Jarvis. Jarvis là một cái bạn làm Smart Home, hình như ở ngoài Hà Nội hay sao, mình mua từ ngoài đó ship vào. Thì đây là cái ổ công tắc, thì hiện tại trong nhà mình đang dùng khá là nhiều những cái ổ Jarvis như thế này. Đây là cái ổ mà mình chuẩn bị lắp qua bên nhà mới của mình. Thì cái ổ Jarvis á, nó có 3 cái công tắc. Thì cái 3 cái công tắc này là bạn có thể bấm để mà tắt bật những cái thiết bị điện, như là nó giống như công tắc bình thường vậy đó. Chỉ khác là nó kết nối được với Wi-Fi và nó link được với Google Assistant để mà bạn kiểm soát từ xa. Thì cái này sẽ tiện cho những cái hệ thống đèn mà bạn đã có sẵn hết rồi, bạn không có muốn thay bằng đèn thông minh, thì bạn thay bằng cái này, nó là một cái giải pháp tiết kiệm chi phí hơn rất là nhiều. Rồi, video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình cũng như là Tinh Tế trong năm vừa qua. Thì năm 2020 mình dự tính là sẽ làm nhiều hơn những cái video dạng như chia sẻ cá nhân như thế này, để mà các bạn có thể tham khảo được những món mình dùng, và hy vọng là sẽ giúp được cho các bạn trong bước quyết định mua hàng. Mình cũng sẽ làm thêm nhiều video hơn nữa về công nghệ trong năm 2020, nhiều hơn cả năm 2019. 2019 là mình bắt đầu mình làm video nhiều hơn cả mấy năm trước rồi. Thì chia sẻ với anh em trước kế hoạch như vậy. Còn có những cái gì hay thì mình sẽ cập nhật với anh em ở trên tinh tế.vn hoặc là ở trên YouTube này. Hiện tại thì Tinh Tế đang có một cái sự kiện rất là lớn tên là Tinh Tế Bình Chọn. Đó là nơi mà bạn có thể chọn những sản phẩm công nghệ tốt nhất trong năm hoặc là bạn yêu thích nhất. Có rất nhiều giải thưởng bao gồm là iPhone 11 Pro Max, Galaxy Note 10 và khoảng hàng chục cái món đồ nữa. Thì tổng giá trị mà bọn mình xin tài trợ được đâu đó khoảng 250 triệu đồng. Thì các bạn hãy vào link là tinh tế.vn/ttbc19 để tham khảo trước. Ngày 31 tháng 12 là sẽ bắt đầu mở ra cho bình chọn ha. Rồi, các bạn nhấn subscribe channel của Tinh Tế và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.